Rồi, vô đề luôn. Hôm nay tôi sẽ chỉ với mấy bà cách để vẽ vải xuyên thấu. Vải xuyên thấu có nghĩa là nhìn xuyên qua da được đúng không? Cho nên là mình sẽ tô da trước. Lớp da này thì tôi sẽ tô từ 1 đến 2 lớp thôi ha. Mấy bà đừng có tô nó nhiều lớp quá, nó sẽ bị đen á. Kế tiếp là tôi sẽ pha một màu xám thật là nhạt để tô lớp vải đầu tiên nè. Ui trời đất mẹ ơi, tôi quên bấm quay rồi, cho nên là mấy bà coi đỡ tôi tô cái tay áo bên này đi ha. Tô rất là nhẹ nhàng, bình thường thôi. Rồi bây giờ cái lớp vải trong đầu tiên nó đã khô rồi, mấy bà thấy nó trong trong chưa, nó xuyên thấu luôn rồi đó. Bây giờ tôi sẽ thêm những cái nếp gấp nè, tại vì khi mà nhúng vải lại như vậy nó có rất là nhiều những cái nếp nhăn, thì mình có thể lấy cái cọ bé hơn bắt đầu sẽ tỉa những cái đường mảnh mảnh như thế này. Có một cái nguyên tắc mà mấy bà nhớ giùm tôi, đó là hãy đợi cho cái lớp trước khô thì mình mới tô lớp sau nha, đừng có tô chồng chéo nhiều lớp, thiệt sự luôn nó rất là lầy lội. Thôi tôi chúc mấy bà thành công trong sự nghiệp ha.